ăn cháo, ăn cháo nào. Cháo thừa của em bé bánh mì à, hôm nay cho mấy đứa ăn ké này. Kim Chi mang bát đi đâu đấy hả? Lúc nào mồm cũng ngậm cái bát. Nào, cà chua nào. Kim Chi nhả bát ăn. Chi nhả bát ăn. Đây, cho cái bát đây. Kim Chi ăn đi. Mới đâu. Con cà chua mày ăn chanh hơn Kim Chi à? Cái nào, vôi xuống nào. Cái vôi. Vôi đây nào. Nào, Kim Chi. Kim Chi này. Cà chua này. Cái này. Như nào, giữ như nào. Bắt đây. Cà chua này. Rồi, cà rốt đây, cà rốt là rất là nhiều. Ngồi xuống, cà rốt ngồi. Nào, mọi người xem cà rốt này, ngồi yên. Ngồi yên, hai chân nào. Rồi ăn đi. Ngồi yên đấy mà ăn. Đấy, đúng ngồi ăn kiểu này cho nó nhìn nó rất là sạch điệu luôn. Ăn đi, ăn đi. Mày được ưu tiên là nhiều nhất đấy, ngồi xuống. Cà rốt ngồi, ngồi xuống. Đưa cháo. Kim Chi biến cái này hả? Đưa cháo lên đầu cà chua rồi. Đưa cháo đầu cà chua à? Vâng. Nào, cà rốt ngồi dậy, ngồi xuống. Ngồi. Ngồi hai chân nào. Ăn đi, ngon không? Đấy, cháo thừa của em bé bánh mì đấy. Chia đều, chia cho mình ra hết. Nào, thằng béo này. Nãy giờ ngồi nó nặng đây à, ăn đi. Ăn đi. Này, cái này, đây. Cái, đây này. Cái đây. Đây, đúng rồi. Hết chưa, hết chưa. Thôi, ăn thế thôi.